ăn vừa học cũng được, không sao cả nhá. Mình cứ tắt video đi. Thế thầy hôm nay thầy thay mặt cho phân môn hô hấp thì gửi đến cho với các em bài, hai bài, đấy là hội chứng rung thất và bài viêm phổi. Thì thầy sẽ giảng bài hội chứng rung thất trước nhá. Dạ vâng ạ. Cả lớp đều đều học online từ những lần trước rồi đúng không? Nên là mình cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Thầy nhớ là lần đầu tiên mà khi dùng giảng cho các em thì cũng cũng phải mất vài phút. Thế thì về cái công việc mà bài giảng ấy thì thầy sẽ trao đổi với các em. Thực ra vì giảng bài trên online thì nó cũng có thể nó có nhiều cái cũng không thầy trò cũng không trao đổi được trực tiếp với nhau, và nó cũng không phải là face to face, nên là cũng không làm cho chúng ta cũng bài giảng nó cũng sẽ nó sẽ không được sinh động. Thế tuy nhiên thì thôi, vì cũng tình hình như vậy nó phải bắt buộc chúng ta vẫn phải có đầy đủ những các cái bài giảng lý thuyết để chúng ta có đủ được các cái chương trình của nhà trường ấy. Thì thầy cũng mong các em sẽ cố gắng để cùng thầy mà chúng ta cũng sẽ có làm việc với nhau một vài tiếng để xong nốt chương trình của phần I3 của phân môn hô hấp, nó gồm 4 bài. Thì được, trước thầy đã giảng 2 bài rồi, hôm nay thì thầy cũng sẽ giảng tiếp thêm 2 bài cuối. Cái bài đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào hội chứng rung thất. Thế thì các em cũng cũng có thể đã biết về rung thất, nó sẽ như nó là khu vực nào ở trong cơ thể, và nó cũng các em cũng ít nhiều cũng đã biết. Thế thì thầy cũng muốn nói với cả các em, thứ nhất là để mà khi vào bài hội chứng rung thất này thì chúng ta sẽ có mấy cái mục tiêu sau. Bao giờ thì các em hội chứng rung thất thì nó khó nhất là ở cái giải phẫu bệnh, giải phẫu, nên các em sẽ nắm được cái giải phẫu thì các em sẽ nắm được các cái chắc được cái bài rung thất. Bởi vậy là mục tiêu đầu tiên của bài là các em sẽ phải trình bày được giải phẫu định khu của rung thất. Thứ hai là sẽ trình bày được các triệu chứng về lâm sàng và của hội chứng rung thất, rồi trình bày được các triệu chứng X-quang của hội chứng rung thất, là triệu chứng cận lâm sàng, và cuối cùng là chúng ta sẽ kể tên được một số nguyên nhân gây ra cái hội chứng rung thất. Thì trong I3 chúng ta sẽ giới hạn ở như vậy thôi. Thế thì các em biết rồi đã về hội chứng rung thất, thì rung thất là một cái vùng ở giữa ngực, nó bao bao quanh bởi cái khoang, bao xung quanh là bởi cái khoang màng phổi, và nó chính vì nó là một cái khoang như vậy nên nó sẽ bao gồm những các cái thành phần bên trong, mà thành phần quan trọng nhất mà ai cũng biết đấy là tim và các cái tạng khác trong lồng ngực. Các tạng khác trong lồng ngực là gồm những cái gì thì chúng ta sẽ sau đây chúng ta đi vào bài chúng ta sẽ biết, nhưng mà nói chung là các tạng bao gồm những cái thành phần trong lồng ngực ngoài phổi. Thế thì giới hạn của rung thất ấy, thì hai bên là bởi các cái lá thành màng phổi, phía trước là xương ức, phía mặt sau của xương ức, nhưng mà phía sau của rung thất thì đấy là cột sống ngực và các cái rãnh xương cạnh cột sống, cũng như là các cái phần của xương sườn, cạnh của xương sườn, rồi phía trên là bởi eo ngực, và phía dưới là cái cơ hoành, ngăn cách cơ hoành giữa lồng ngực và ổ bụng. Đây các em nhìn thấy rồi, đây là giải phẫu rung thất. Thế thì rung thất thì nó sẽ chia ra làm 3 phần, gồm có rung thất trước, rung thất trước, trung thất giữa và trung thất sau. Thế thì từng phần một
thì chúng ta sẽ biết được là trung thất trước nó sẽ giới hạn từ đâu đến từ bộ phận, từ phần nào cho đến phần nào, thì chúng ta sẽ đi từng bước một về đi vào chiều trước sau. Đấy là trung thất trước này, trung thất giữa và trung thất sau này. Còn tính từ trên xuống dưới thì chúng ta lại sẽ có phần trung thất này, nó có gồm trung thất trên, trung thất giữa và trung thất dưới. Đấy. Như vậy là nó sẽ chia, như ví dụ như hai cái đường này là sẽ chia chiều theo chiều trước sau. Đấy, hai đường này, nhưng trên dưới thì nó có sẽ lại có hai đường này, và như vậy chúng ta sẽ có định khu của chín vùng trung thất. Và dựa vào chín vùng trung thất như thế này thì chúng ta sẽ trong quá trình học chúng ta sẽ định khu được cái vị trí giải phẫu, và chúng ta sẽ biết được những các cái vùng trung thất nào tương ứng với những các cái tạng nào trong lồng ngực, để chúng ta có thể biết được những các cái triệu chứng liên quan khi xảy ra những các cái bất thường ở những cái vùng đó. Đây, các em xem, đây thầy sẽ bắt đầu nói với em là về trung thất trước. Thế trung thất trước là từ khoảng từ phía sau xương ức này cho đến bờ trước của tim, nếu mà chúng ta nhìn trước sau này. Đấy, bờ trước của tim là phía màng ngoài tim đấy. Và trung thất sau, trung thất giữa thì tính từ cái đường mặt sau của trung thất trước tới bờ trước của trung thất sau. Và cái đường này thì nó được giới hạn bởi một cái đường thẳng, nếu trên phim phổi thẳng nghiêng này thì nó sẽ là cái đường mà lùi lại 1 cm sau cái bờ trước của cột sống này. Đấy, đây là bờ trước cột sống đây, các em nhìn thấy bờ trước cột sống đây, thì cái đường này nó sẽ là ranh giới mà nó sẽ lùi lại sau 1 cm. Và trung thất sau là đương nhiên là từ cái đường này trở về phía sau, giới hạn bởi những các cái rãnh xương và các rãnh xương vào cái phần của xương sườn. Đây, các em nhìn trên phim chụp các lớp này thì đây sẽ là cái đường, các em nhìn thấy đây là cái đường mà của trung thất trước đây. Đấy. Và khi cái đường cắt ngang này thì là 1 cm ở bờ trước của bờ sau, bờ trước 1 cm lùi lại của bờ trước của cái cột sống, xương cột sống, và nó chia làm 3 vùng. Đấy. Trung thất trước, trung thất giữa và đây trung thất sau, từ vùng này trở đi về trung thất sau. Bởi vậy mà ví dụ như một cái đám mờ này đây thì nó nằm ở phần nào, như đám mờ này ở phổi thì nó sẽ là vừa ở phần trung thất giữa vừa ở phần trung thất sau, khi trong cái slide chụp cắt lớp này như vậy là nó ở giữa hai phần. Và cũng tương tự như thế, chúng ta có cái tầng chia cái 3 tầng này thì tầng chia thành tầng trên, tầng giữa, tầng dưới. Đấy, tầng trên thì chúng ta sẽ cắt ngang với cả quai động mạch chủ nhá. Em nhìn thấy quai động mạch chủ không? Đấy, quai động mạch chủ đây. Đấy, quai động mạch chủ là cái đường viền này, thì tầng trên là ở phía bờ trên cung động mạch chủ. Tầng dưới cái đường mà giữa phân biệt giữa ranh giới giữa tầng giữa và tầng dưới thì nó nằm ngang với ở carina. Carina là hai cái phế quản gốc và phế đoạn phế giữa phế quản gốc phải và gốc trái. Đấy, thì trên phim này thì hai cái phế quản gốc phải gốc trái là đây, em nhìn thấy không, nó cái đường đường hơi mờ mờ
màu đen đây, đấy là, và đây nữa. Đấy. Tức là chúng ta sẽ nhìn thấy hai phế quản gốc phải gốc trái thì cái đường ngang đây sẽ là đường ranh giới của giữa tầng trên và tầng giữa và tầng dưới. Thế thì tương tự như vậy, trung thất trước thì nó sẽ có những các cái thành phần ở bên trong này, nó sẽ bao gồm có những cái gì? Thứ nhất là tuyến ức, thứ hai là màng ngoài tim, màng ngoài tim, và thứ ba là các mô bạch huyết. Và vì bởi vậy mà nó có các cái thành phần gì trong các cái tạng gì trong lồng ngực mà có bất thường về các tạng đó thì nó sẽ gây ra những các cái tổn thương mà ở trung thất đó. Ví dụ chúng ta sẽ hay gặp những các cái u tuyến ức ở vùng trung thất trước, rồi các cái kén màng ngoài tim hoặc những cái u màng ngoài tim, rồi các cái bệnh lý hạch hay là những bệnh lý ác tính của mô bạch huyết cũng sẽ nằm ở phần trung thất trước. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến trung thất giữa. Thì như các em biết rồi, trung thất giữa thì chúng ta có một cái thành phần quan trọng nhất, đấy là tim, được các màng tim, rồi các cái khí quản, rồi đoạn khí quản, rồi các cái phế quản, và các cái thành phần trong rốn phổi, đấy là gồm các cái hệ. Thành phần trong rốn phổi là gồm những cái gì em? Là rất nhiều các cái mạch máu này, các hạch bạch huyết này, rồi bản thân những các cái hạch trung thất nữa. Thế thì nó sẽ nằm ở cái phần trung thất giữa. Về trung thất sau thì thường là sẽ có hệ một hệ ống ngực là cái ống hạch huyết lớn nhất của cơ thể, rồi các cái hệ thần kinh giao cảm, rồi các cái hệ mạch azygos là thường ở trung thất sau. Và bởi vậy nên là khi các cái tổn thương ở trung thất sau thường liên quan tới những các cái triệu chứng của các cái đa phần là của các cái dấu hiệu của hệ thần kinh. Như thầy vừa trao đổi với các em thì trung thất trước chúng ta nhìn trên hình vẽ chúng ta thấy là rất là đơn giản và chúng ta sẽ dễ hình dung, nhưng mà để về khi mô tả thì chúng ta sẽ nói đây là nói lại thôi. Tức là trung thất trước là giới hạn bởi xương ức và xương sườn và đường cong của tưởng tượng dọc theo các cái đường viền của cái thành trước của tim, vừa trước tim. Đấy. Và các thành phần trung thất trước đây. Các em nghe rõ không? Dạ chúng em nghe rõ ạ. Mình đã bắt đầu nhé. Thế thì phần trung thất trước thì các cái thành phần như thầy đã trao đổi, ngoài các cái tuyến ức rồi các cái hệ bạch huyết rồi các cái thành phần lạ của màng ngoài tim thì có các cái một phần của cả tuyến giáp nữa. Tuyến giáp nhìn thì chúng ta thấy ở phần cổ, nhưng đôi khi có những cái tuyến giáp lạc chỗ thấp xuống dưới thì nó có thể phần ở phần trung thất trước nhưng mà ở tầng trên của trung thất trước, và các tổ chức liên kết. Về trung thất giữa thì đây là cái vị trí phân khu của nó, và các thành phần bên trong thì đấy gồm có tim màng ngoài tim, động mạch, các cái mạch máu lớn, rồi các cái tĩnh mạch, ví dụ tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch vô danh, rồi các khí quản, rồi phế quản gốc phải gốc trái, rồi các phế quản xuống dưới thấp nữa, các phân thủy, rồi các cái động tĩnh mạch phổi, rồi các hệ hạch bạch huyết. Khi dựa vào những các cái tổn khi mình nắm được những các thành phần bên trong của trung thất này rồi thì chúng ta khi chúng ta nhìn thấy một cái chẩn đoán hình ảnh của một cái bất thường của trung thất, chúng ta cũng có thể đoán được rằng là cái bất thường đấy là thuộc cái tạng nào của cơ thể.
về trung thất sau thì nó cũng là giới hạn bởi giờ sau của tim và cái mặt sau của khí quản với phía trước của các cái xương sườn và cái rãnh sườn cột sống, rãnh xương cột sống hai bên. Và cũng như tương tự như vậy, các cái thành phần trung thất sau gồm có: thứ nhất là thực quản đạn xuống của quay động mạch chủ và các cái tĩnh mạch đơn, tĩnh mạch bán đơn, rồi ống ngực, hệ hạch bạch huyết, thần kinh phế vị và các chuỗi hạch giao cảm, và tất nhiên là cả tổ chức liên kết nữa. Thế thì đây là thầy cũng đã nói với các em về vị trí giải phẫu của trung thất trước, giữa, sau và các cái tầng trên, tầng giữa và tầng dưới của trung thất, cùng với đó là các cái cơ quan, những cái tạng tương ứng ở các cái vị trí của trong trung thất đó. Và chính vì vậy chúng ta các em nắm được cái phần giải phẫu này thì các em sẽ có thể, khi mà có cái bệnh cảnh của bệnh nhân trung thất thì các em sẽ nắm được các cái triệu chứng lâm sàng tương ứng kèm theo. Và thường vì hội chứng trung thất, người ta có nói hội chứng trung thất ấy, là người ta nói về những các cái triệu chứng kèm, tập hợp của các triệu chứng mà kèm với nhau, và do những các cái bất thường của những cái tạng ở trong cái phần trung thất đấy, khi biểu hiện bất thường nó sẽ gây ra, nên là gần các cái hội chứng trong trung thất rất là nhiều. Thế thì chúng ta sẽ đi vào phần triệu chứng lâm sàng. Sau khi nắm được phần giải bệnh này, chúng ta đi sẽ vào triệu chứng lâm sàng. Mục tiêu thứ hai là triệu chứng lâm sàng của hội chứng trung thất. Nhất là thầy sẽ giải thích với các em, trao đổi các em về các cái triệu chứng, các cái hội chứng. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi về một cái hội chứng chèn ép mạch máu, thì sẽ có chèn ép tĩnh mạch đầu mặt cổ. Khi các khối u mà nó chèn ép cái tĩnh mạch đầu mặt cổ này, nó sẽ gây ra các cái dấu hiệu như là phù đầu mặt cổ. Mạch máu thì các cái mạch máu ở mao mạch, của các mạch máu là nổi rõ ở vùng cổ, vùng thái dương, nó gây ra các cái gây tăng áp lực và nó sẽ làm nổi rõ lên. Và đặc biệt là cái tĩnh mạch dưới lưỡi nổi rất to. Các em bảo bệnh nhân cong lưỡi lên, thè lưỡi ra, cong lưỡi lên, các em sẽ thấy cái dấu hiệu tĩnh mạch dưới lưỡi nổi to. Bình thường chúng ta không thấy, chúng ta cũng thấy nó nổi nhưng mà chúng ta không thấy đỏ đâu, và thổi nổi mà mờ thôi. Nhưng mà khi mà có chèn ép tĩnh mạch đầu mặt cổ thì cái tĩnh mạch dưới lưỡi nổi rất to. Rồi chèn ép cái tĩnh mạch trục trên thì nó sẽ cũng sẽ gây ra cái phù nề ngoài đầu mặt cổ, thì nó còn phù cả hai chi trên nữa. Đấy, hai chi trên phù bả vai này, phù xuống tay này. Đấy. Thế còn nếu mà chèn ép tĩnh mạch đơn thì sẽ gây ra phù áo khoác. Thì thứ nhất là trong phù mặt này, nền cổ, phía trước lồng ngực và các cánh tay phù lên, nó như là chúng ta cái mặc áo khoác thôi. Và tuần hoàn bằng hệ về hệ tĩnh mạch nhiều ở vùng ngực. Khi chúng ta khám bệnh nhân, chúng ta cởi mà bệnh nhân cởi áo ra, chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái tuần hoàn bằng hệ ở vùng tĩnh mạch ngực. Tiếp theo đây, em nhìn thấy đây, ví dụ như là hội chèn ép mạch máu đây, thì ví dụ đây đó, tĩnh mạch chủ, chèn ép tĩnh mạch chủ đây. Đấy, thì khối u này nó gây chèn ép tĩnh mạch chủ thì đương nhiên là tất cả những các cái hệ mạch ở đây sẽ tăng áp lực từ đầu mặt cho đến vùng cổ rồi đến vùng vai của bệnh nhân và xuống hai tay, sẽ tăng lên, nó gây ra phù. Trên cái phim nhỏ này thì thường với khối u thì khi nếu chụp phim phổi chúng ta nhìn thấy nó ở đây, chèn ép ở cái vùng đỉnh phổi này.
Đây, đấy, các em nhìn thấy không? Đây là một cái hình ảnh minh họa của bệnh nhân. Bệnh nhân này thì đấy có cái chèn ép tĩnh mạch chủ đây, chủ ngực đây, các em nhìn thấy không? Mặt thì bệnh nhân phù ra này, căng ra này, cái cổ này, cổ thì cũng bệnh ra này, hai cổ vùng cổ cằm thì bệnh ra, hai cổ to lên, cái phần đáy của đáy cổ này cũng đầy lên. Đấy. Bình thường là chúng ta khi chúng ta nhìn thấy xương đòn ở đây thì chúng ta thấy sẽ nõm vào đây, nhưng mà như bệnh nhân này nó đầy lên này. Đấy. Và rất là nhiều các cái tĩnh mạch nổi ở ngực này. Đây là một cái dấu hiệu của hội chứng chèn ép mạch máu. Đấy, đây là bệnh nhân khác cũng vậy. Cũng vậy, các em nhìn thấy đấy. Các dấu hiệu của các cái tương tự như bệnh nhân trước. Như bệnh nhân này thì phía đã chụp đằng sau lưng thì thấy đây các cái tĩnh mạch này, nổi lên này. Đó. Nổi lên này. Đây cũng là một bệnh nhân khác. Lúc cái dấu hiệu của các cái mao mạch ở vùng ngực này nổi nhưng mà không còn nghèo nữa mà thành các cái gần như các chấm trông như xuất huyết, nhưng thực tế là có những sẽ có những cái những các cái đoạn dấu hiệu kèm theo, nhưng chúng ta đây chúng nhìn đây chúng ta không thấy được những cái dấu hiệu của các cái mạch máu dài, nhưng mà nó gần như là trông giống như rất giống xuất huyết, nhưng thực tế nó lại là cái tuần hoàn. Các cái dấu hiệu tiếp theo là của cái chèn ép khí quản, khí phế quản và thực quản. Bệnh nhân khi các cái khí quản của bệnh nhân ở phần trung thất giữa này, khí quản thường nằm ở phần trung thất giữa, thì ví dụ một khối u như này, em nhìn thấy đây, thì nó sẽ chèn ép vào khí quản này, xâm lấn, và ngoài chèn ép ra cũng có thể có từng giai đoạn mà có thể xâm lấn vào khí quản tạng lân cận mà sẽ gây ra những cái triệu chứng tại chỗ của khí quản. Bởi vậy mà nó sẽ có các cái tổn thương, ví dụ chèn ép khí quản nó kích thích nó gây ra bệnh nhân ho rất nhiều, và ho tiếng ho khọc khào ông ẩm chứ không phải tiếng ho của tổn thương của nhu mô phổi. Bệnh nhân thì khó thở kiểu thanh khí quản, khó thở rít, nhưng mà các tiếng rít thanh quản rõ hơn khí quản. Bệnh nhân có thể có ho ra máu nếu như mà các cái tổn thương tại chỗ đấy nó xâm lấn vào vùng khí quản, nó cũng có thể gây ra cho những bệnh nhân đấy ho ra máu. Đây là cái phần khí quản bị đẩy, bình thường khí quản ở giữa đây đẩy lệch sang, và bên cạnh đấy là phần thực quản, thì khi cái khối u này nó chèn ép vào thì nó sẽ chèn ép vào khí quản rồi thực quản. Thực quản đây thì không nhìn thấy được, bởi vì đây là, lúc này là lúc bệnh nhân không phải lúc bệnh nhân ăn, nên là khi thực quản sẽ ép lại, và đặc biệt là khi có khối u này thì nó luôn luôn ép. Và cái triệu chứng của chèn ép thực quản đấy, bệnh nhân sẽ biểu hiện bằng các cái phản xạ, những cái cảm giác khó nuốt hoặc nuốt đau. Bởi vậy nên các em khi hỏi bệnh nhân có các cái dấu hiệu của khối u phổi chẳng hạn, thì mình phải luôn dựa vào những các cái dấu hiệu, các triệu chứng này để chúng ta hỏi, để chúng ta định khu bác có khó nuốt hay không, nuốt khó nuốt này nó xuất hiện như thế nào, cách đây bao lâu, và sau khi xuất hiện thì nó có tăng dần lên không, hay là có những giai đoạn nó chỉ khó nuốt giai đoạn đấy xong sau đấy lại hết. Nếu mà khó nuốt mà tăng dần lên thì điều đó chứng tỏ là cái khối u này nó đã phát triển lên, nó phát triển nhanh, và để làm cho cái việc chèn ép thực quản đấy là diễn biến càng ngày càng xấu đi. Và bệnh nhân thì nghẹn, có cả dấu hiệu nghẹn nữa. Tiếp theo chúng ta có các cái dấu hiệu về chèn ép thần kinh. Nhất là chèn ép thần kinh quạt ngược 10 thì gây ra bệnh nhân khàn tiếng, nói giọng đôi. Nên là khi có bệnh nhân nào mà đến khám với chúng ta mà dấu hiệu là vì là khàn tiếng thôi, các em phải lưu ý rằng là cái khàn tiếng đây không đơn thuần chỉ là cái hạt sơ dây thanh
hay là những các viêm nhiễm thanh quản cấp, hoặc là những cái những các cái viêm họng, mà nó đôi khi đằng sau đấy nó lại là một cả một cái dấu hiệu của một cái bệnh lý ác tính của cái khối u mà nó đã chèn ép thần kinh quạt mục 10 rồi. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ có cái chèn ép thần kinh giao cảm cổ. Chèn ép thần kinh giao cảm cổ thì các em đều có, đều biết cái hội chứng Crohn-Backner-Hockler, tức là mí mắt của bệnh nhân bị sụt, đặc biệt là bên cái bên bệnh này, đồng tử thì co nhỏ lại, mặt bệnh nhân thì thay đổi lúc đỏ lúc tái một cách thất thường, nhãn cầu thì hơi tụt về phía sau. Đây là một ảnh bác bệnh nhân mà có một khối u ở phổi. Bệnh nhân này như vậy là bên trái đúng không, mắt trái sụp đấy, em thấy không, mắt trái sụp như vậy tổn thương ở bệnh phổi của bác ấy sẽ là một cái đám mờ ở phổi trái. Chúng ta nắm được chắc những cái triệu chứng này thì chúng ta cũng sẽ định được cái vị trí của khối u tương đối rõ ràng, nếu như cái khối u đó nằm độc lập ở vị trí nào đó, hoặc là chúng ta cũng có thể với các cái khối u có những các cái kích thước khác nhau thì có thể cùng lúc nó có thể ở cả trung thất, ở giữa hai trung thất giữa, trung thất liên đới giữa, là trung thất giữa trước hoặc là trung thất sau, hoặc là các cái tầng trên tầng dưới thì nó có, sẽ có các triệu chứng kèm theo tùy theo khối kích thước của khối u đó. Hội chứng chèn ép thần kinh, chúng ta còn có hội chứng chèn ép làm rối thần kinh cánh tay. Khi mà các cái rễ từ cổ 8 đến D11 bị chèn ép thì sẽ gây ra các triệu chứng của cái hội chứng bronchoptopias. Là hội chứng này, hội chứng đau trong ngách này, nan vào mặt trong của cánh tay, nan xuống. Và vì nó là chèn ép vào các cái rễ từ C8 đến D11 nên là thường gặp trong cái ung thư đỉnh phổi. Thế nên là các em khi rất nhiều bệnh nhân mà đến khám ở chuyên khoa cơ xương khớp với các cái triệu chứng của đau các cái cánh tay, đau vai, vai tay, người ta đến, người ta thường kể với các cái triệu chứng để cho phân loại bệnh tật ngay từ lúc đón tiếp, thì thường người ta chỉ biết rằng người ta đau cánh tay thôi, nên người ta sẽ được xếp vào các cái chuyên khoa, phòng khám của chuyên khoa cơ xương khớp. Và các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp thì khi mà hỏi kỹ thì người ta cũng sẽ phân biệt được những các cái dấu hiệu mà cần thiết của các cái dấu hiệu của tổn thương, đâu là tổn thương cơ xương khớp thật và đâu là những các cái tổn thương mà có tương tự như các dấu hiệu của cơ xương khớp như hội chứng bronchoptopias. Và rất nhiều bệnh nhân của cơ xương khớp, nếu như mà chúng ta không chụp cái phim phổi nên thì chúng ta cũng có thể sẽ bỏ qua một cái khối u ở phổi của bệnh nhân. Nên các em phải nắm được thật chắc các cái dấu hiệu này để dù chúng ta trong quá trình thực hành sau này chúng ta sẽ không bỏ sót được những các cái tổn thương. Đừng để bệnh nhân khi đến khám rồi ra về với một cái triệu chứng và với một cái đơn thuốc của một cái giảm đau cơ xương khớp, sau đó người ta điều trị không đỡ, người ta quay lại và đến một phòng khám khác rồi một bác sĩ chụp phim thì đã thấy có một khối u rồi. Chúng ta nên nhớ những các cái dấu hiệu điển hình này để chúng ta tránh bỏ sót. Sở dĩ thầy cũng nhắc các em như vậy là bởi vì này, dù đến thời điểm này là khi mà thầy thì tin học rồi mạng phát triển rất là nhiều, nhưng thầy cũng vẫn gặp ở trên phòng khám bệnh nhân đến bệnh viện Mai với có dấu hiệu của một cái bệnh nhân ung thư phổi, nhưng họ không hề biết và họ đã đi khám ở những các cái phòng khám ở quê mà
với các cái dấu hiệu của đau của các cái cơ xương khớp này thôi. Và khi mình gặp với mình thì thường sau khoảng vài ba tháng người ta cũng có những dấu hiệu đó, nó đã đến giai đoạn muộn và mình cũng rất là buồn khi mà xảy ra những cái mình bỏ sót như thế. Mặc dù đây là cũng là những các cái bỏ sót mà chúng ta, nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ không bao giờ quên được, để mà chúng ta có thể để nó giai đoạn muộn này. Nên các em lưu ý những các cái việc, những các cái triệu chứng, mà đặc biệt những cái triệu chứng mà thầy đã nhắc, để chúng ta sẽ nhớ được, để chúng ta sẽ tránh bỏ sót. Đây là một cái hình ảnh vẽ một cái hội chứng mang cốt Tobias để minh họa. Và về các cái triệu chứng thần kinh thì chúng ta còn nhiều triệu chứng lắm. Và ngoài cái chứng mang cốt Tobias này thì chúng ta còn có chèn ép dây thần kinh hoành. Bệnh nhân đến thì với những cái triệu chứng của nấc, đôi khi là nôn nấc. Bệnh nhân nôn nấc mà họ thấy xuất hiện ở trong vài ngày trước đây thôi, không đơn thuần chỉ là cái triệu chứng của các cái bệnh lý về tiêu hóa đâu em ạ. Chúng ta phải ngoại trừ xem liệu đây có phải nấc của cái kích thích do chèn ép vào dây thần kinh hoành không. Chúng ta phải thăm dò để tránh bỏ sót. Và khi chúng ta thấy cái nếu cái thần kinh hoành mà bị liệt chẳng hạn, nếu mà chèn ép nhiều thì chúng ta sẽ có thể thấy cái cơ hoành nó sẽ di động kém. Chúng ta có thể thấy bệnh nhân trước đây thì chúng ta có thể dùng cái màn chiếu, tức là màn chiếu của tia rơn gen, thì khi bệnh nhân thở chúng ta sẽ thấy nó di động kém đi ngược chiều. Rồi dấu hiệu tiếp theo là chèn ép dây thần kinh phế vị thì bệnh nhân lại hồi hộp, tim thì đập nhanh. Đấy, những triệu chứng của rất dễ là nhầm lẫn với những các cái triệu chứng của về tim mạch, hay là những cái bệnh nhân mà họ phải vận động mà gây ra nhịp tim nhanh rồi hồi hộp và mệt mỏi, nhiều khi nó lại là một cái chèn ép của dây thần kinh phế vị nếu như cái triệu chứng này nó diễn biến một cách đều đặn và thường xuyên. Như vậy chúng ta khi chúng ta biết được những các cái định khu của giải phẫu rồi, chúng ta biết được các cái triệu chứng lâm sàng rồi, chúng ta sẽ định hướng được nguyên nhân của nó. Ví dụ như hội chứng thông thất trước thì cái cảm giác đau nó sẽ vào vùng ngay sau xương ức, rồi có hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên, rồi tĩnh mạch chủ trên này, hoặc là chèn ép tĩnh mạch các vùng tĩnh mạch phù các cái đầu mặt cổ và các phù của áo khoác. Rồi ở hội chứng trung thất giữa, nếu như nằm thì bệnh nhân có các cái tổn thương ở vùng khí quản, các khối u nó ở vùng xâm lấn vào khí quản, hay những khối u mà ở vùng liên quan với vùng vốn rốn phổi chẳng hạn, thì nó sẽ có thể ho máu, rồi cũng có thể các cái liệt thần kinh quạt ngược, rồi thần kinh hoành ở những giữa này. Còn về các cái triệu chứng của về thực quản chẳng hạn thì thường là nó sẽ ở hội chứng trung thất sau, rồi các cái đau kiểu dây thần kinh nhân sườn, rồi các cái bệnh nhân nôn nấc thì cũng có thể ở thần kinh quạt ngược. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào phần các cái triệu chứng của cận lâm sàng. Thì đầu tiên là chúng ta, cái mà chúng ta sẽ hay gặp nhất đấy là chúng ta X quang phổi thẳng. Nhưng thường khi chúng ta nhìn thấy một bệnh nhân có các dấu hiệu này thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân chụp phim phổi thẳng ngay. Và nếu như mà có các cái dấu hiệu mà của lâm sàng mà chúng ta có thể định khu được nó bên phổi bên phải, chúng ta sẽ chụp phim phổi phải, còn không thông thường chúng ta sẽ chụp phim phổi nghiêng trái để chúng ta nhìn thấy những các cái tổn thương mà phía sau bị tim nó không bị khuất đi. Thế ví dụ như bệnh nhân mà có sụp mi mắt bên phải rồi thì các em đương nhiên các em sẽ chụp cái nghiêng phải thôi và chụp phim phổi thẳng.
Thế thì cái về X quang phổi thẳng thì chúng ta sẽ thấy đặc điểm là có một cái khối mờ trung thất, thường là bờ nó rõ ràng, và cái khối u thì nó vòng vào phổi và góc tiếp xúc với cả cái phần trung thất ấy, cái bờ trung thất thì nó góc tù, nhưng mà đa phần thì nó nằm ở trong cái phần các cái đám mờ đấy nằm ở phần ranh giới ở màng bờ ngoài của tim hai bên và phía trên và phía dưới. Về X quang phổ nghiêng thì chúng ta sẽ xác định được các cái vị trí của trung thất, tổn thương của trung thất, của khu vực trung thất trước, giữa và sau. Một cái dấu hiệu cận lâm sàng nữa mà có rất là giá trị đấy là chụp cắt lớp vi tính. Và vì chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ở đây thì chúng ta phải đặc biệt là khi có khối u trung thất thì chúng ta phải có tiêm thuốc cản quang. Bởi vì là tiêm thuốc cản quang là bởi vì chúng ta còn phải phân biệt giữa những cái khối u và những các cái mạch máu nằm ở trong trung thất, nên chúng ta phải có tiêm thuốc cản quang để chúng ta phân biệt một cách rõ ràng. Thế còn ngoài ra thì chúng ta có thể người cận lâm sàng khác chúng ta có thể là soi trung thất. Soi trung thất thì trước đây chúng ta có thể là soi bằng các cái ống soi bán cứng, tức là ngửa cứng, ngửa mềm và soi qua thành ngực để vào trung thất để thăm dò các cái tổn thương trong trung thất hoặc các cái hạch trung thất. Chúng ta tiếp theo chúng ta có thể với những cái trường hợp mà ho nhiều hay là những cái tổn thương mà nó có ho ra máu chẳng hạn, chúng ta có thể nghĩ rằng là chúng ta có tổn thương xâm lấn ở trong trong lòng trong đường đường thở thì chúng ta phải soi phế quản với các cái xét nghiệm mà trong khoa nội soi phế quản chúng ta có thể làm các xét nghiệm mô bệnh học nếu như thấy những cái tổn thương chúng ta sẽ sinh thiết hoặc những cái xét nghiệm tế bào học mô bệnh học tế bào học như áp lan hoặc bản thân chúng ta có thể rửa những cái tổn thương đấy rửa khi phế quản để rồi chúng ta hút dịch ra để làm các cái xét nghiệm để nuôi cấy vi khuẩn hay là các tế bào học. Thế thầy đã trao đổi các em về triệu chứng dấu hiệu lâm sàng hoặc cận lâm sàng. Sau đây thì thầy sẽ tiếp tục đến trao đổi các em về các cái nguyên nhân của các cái hội chứng gây trung thất. Thế hội chứng trung thất thì trong quá trình vừa rồi thì chúng ta cũng đã đều biết rồi là chúng ta có thấy các cái tạng nằm ở trong các cái vị trí trung thất nào thì chúng ta sẽ là nguyên nhân thường ở đấy. Đây chúng ta chỉ tổng hợp lại thôi nhá. Thế thì ví dụ như u trung thất trước thì đấy là các cái u của tuyến ức, thì có các cái u tân tạo tuyến ức, có thể u lành tính, u ác tính, rồi các cái u tế bào mầm nó phát sinh ngay từ trong những các cái tế bào mầm của trong cơ thể phát triển phôi thai như là u quái hay ung thư nguyên bào nuôi, rồi các cái u về lympho, các cái u tuyến giáp nạc chỗ, rồi các cái u trung mô, rồi hoặc là bản thân là thoát vị cơ hoành chẳng hạn. Thoát vị cơ hoành thì cũng có những cái dấu hiệu mà cơ hoành bị tổn thương hoặc bị rách mà các cái ruột hoặc là các cái tạng ở dưới ổ bụng đi qua cái vùng thoát vị đấy để hoàn toàn thông thoát. Rất là nhiều trường hợp mà gặp cái thoát vị ở hoành này từ ít đến nhiều mà đã có những cái hình ảnh của khoa chẩn đoán hình ảnh họ đã bắt gặp cái việc mà thoát vị cơ hoành này, thì chúng ta đừng lầm tưởng đấy là khối u ngay bộ mà chúng ta phải khai thác tiền sử rồi khai thác bệnh sử để chúng ta có thể phân biệt được các cái thoát vị cơ hoành. Và quan nếu mà chúng ta nghi ngờ ở đây thì chúng ta cho chụp cắt lớp CT lồng ngực để chúng ta tái tạo 3D để chúng ta nhìn thấy rằng là cái cơ hoành trên và dưới nó có những các cái chỗ bị xung yếu để mà những cái tạng ở dưới như là dạ dày hay là những ruột nó sẽ đi vào trong trung thất, chúng ta nhìn sẽ thấy rất rõ. Về u trung thất giữa thì các cái nguyên nhân thứ nhất cũng vẫn là các hạch bạch huyết, các u lympho, rồi các cái kén của màng tim hay kén trung thất,
rồi các cái tổn thương về cái các cái mạch máu, ví dụ như là phình tách động mạch chủ loạn lên chẳng hạn, thì nó vẫn nằm ở trong trung thất. Đấy. Thì chúng ta xem lại, và đặc cũng là đặc, cũng trong trung thất giữa thì còn có cả thoát vị cơ hoành nữa. Nhá. Về u trung thất sau thì đa phần là các cái u thần kinh, rồi các cái thoát vị của các cái ống não tủy đấy, qua các cái khe, các cái khe niên cột sống của các cái đốt sống đó, và có những cái dấu hiệu của các em sau này các em khi đi thì em thấy có trong khi khoa huyết học nó có các cái cơ quan, các cái bệnh lý mà nó gây kích thích tăng sinh của các cơ quan tạo máu, ví dụ như thalassemia chẳng hạn, thì các chụp phim lên nếu như mà chưa gặp bao giờ, hoặc là chúng ta chưa nói chưa chưa gặp bao giờ, chưa ai chỉ cho chúng ta, thì chúng ta chắc chắn nghĩ đấy là một cái khối u của trong trung thất sau, nhưng thực chất nó là đấy, nó lại là những các cái vùng tăng sinh, do tăng sinh do các cơ quan tân tạo về tăng sinh về các tế bào máu nó phì đại lên, nó tạo thành những các cái tổn thương mà nằm dọc ở cái cột sống ở phía trung thất sau. Rồi chúng ta vẫn cũng có những các cái nguyên nhân của thoát vị cơ hoành ở trung thất sau, rồi các cái khu khối u hỗn hợp cũng ở vùng trung thất sau, dụ u thần kinh, rồi u tế các cái u lympho, cũng có những các cái hệ bạch huyết ở đằng sau và gây ra cái ống ngực mà gây ra những các cái tổn thương hỗn hợp ở trung thất sau này. Vậy thì với một cái hội chứng trung thất như này, các nguyên nhân này thì chúng ta sẽ điều trị như nào? Thì chúng ta thầy cũng chỉ trao đổi với các em về các cái hướng nguyên tắc chính thôi, chứ còn về sau này khi trong quá trình học sau, các em sẽ học điều trị, các em sẽ biết, và bản thân là với các cái tùy theo các nguyên nhân khác nhau của trong trung thất mà chúng ta sẽ có những các cái điều trị khác nhau, và cũng không có một bài nào riêng về cái điều trị trong các cái hội chứng trung thất sau, mà thường nó nằm lẫn ở trong các cái bệnh lý để điều trị các cái bệnh lý mà các cái bệnh lý gây ra những cái bệnh cảnh mà do các cái tạng ấy nằm trong trung thất. Thế thì thường trong ngoại khoa thì khi học này chúng ta cũng chỉ học trong về lý thuyết thôi, nhưng mà đến với khi trung thành các bác sĩ ngoại thì các em sẽ nắm được cái việc trong qua quá trình mà phụ mổ và mổ, các em sẽ những năm sau, các em sẽ những năm sau khi học đại học và làm việc ban đầu, các em sẽ cọ sát hơn để mà biết được cái điều trị các cái khối ở trong trung thất sau trung thất như thế nào. Thế thì chúng ta có thứ nhất điều trị thì chúng ta có điều trị về triệu chứng, có thở, đau ngực, kho máu thì chúng ta có thể điều trị những cái triệu chứng đó. Còn khi mà điều trị nguyên nhân thì bắt buộc chúng ta phải điều trị các cái nguyên nhân gây ra. Nếu mà gây ra do viêm nhiễm chẳng hạn, gây áp xe trung thất chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cho kháng sinh. Còn ngoại khoa thì phần lớn là các cái chúng ta đều cắt bỏ. Rồi những các cái ung thư mà tùy theo mức độ tên em mà chúng ta có thể có những các cái biện pháp để điều trị nội khoa, điều trị hóa chất, hay điều trị nội hóa chất xạ trị kết hợp sau khi điều trị ngoại khoa, hoặc chỉ điều trị hóa chất ở những giai đoạn cuối mà thôi. Bài giảng của thầy về hội chứng trung thất này thì với những qua cái các slide này thì thầy tóm lại ở trong cái slide cuối cùng đây, các em có thể nhìn thấy ở trong cái slide này để các em học thuộc này, em có thể biết được các cái nguyên nhân của các khối u trung thất trong trung thất rồi. Đấy, để mà rồi chúng ta có thể định
hướng được cái nguyên nhân nếu như ngay khi chúng ta khám thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân là chúng ta có thể biết, mặc dù chúng ta có thể chưa có các cái mô bệnh học. Các em thấy rõ được cái bảng nguyên nhân của u trung thất này chưa? Các em chụp lấy nhá. Cái bài này của thầy đến đây kết thúc. Thầy sẽ chỉ cho các em một số các cái hình ảnh của khối u trung thất. Đây, các em nhìn thấy đây là một cái bệnh nhân, một cái phim thẳng đây. Thì thấy có một cái đám mờ ở vừa cạnh ngoài tim đúng không? Bên tay phải. Và bên tay trái này thì ngoài cái cung động mạch chủ bình thường và các cái bờ của tim đây, thì ở đây chúng ta thấy có một cái đường mờ này. Và đường mờ này chúng ta phải nghi ngờ. Và khi chụp các lớp đây thì chúng ta thấy rõ đây là một cái khối u trung thất. Đây trung thất gì đây em? Trung thất trước đúng không? Ở đây khối u này là của một khối u của tuyến ức em ạ. Đó. Đây tổn thương của một tuyến ức. Còn đây là quai động mạch chủ. Và đây cũng là một phần của khối u đây. Ở đây là cái khí quản chưa bị chèn ép gì cả. Và đây cái phần nhỏ đây các em nhìn thấy đây. Nốt chấm đen đây, đây chính là thực quản đấy nhá. Đây thực quản. Khi chụp cái phim phổi bình thường lên này các em có thấy gì không? Chúng ta chỉ thấy cái bóng của tim hơi to thôi đúng không? Nếu như bệnh nhân mà không có các triệu chứng, ví dụ như bệnh nhân này mà không có triệu chứng của cái nốt nghẹn thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng, không chụp cắt lớp thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng bỏ qua được tổn thương, bởi vì chúng ta sẽ phải chụp cắt lớp. Nếu như mà chúng ta nắm chắc được, khai thác được cái triệu chứng của bệnh nhân thì chúng ta sẽ chắc chắn chúng ta sẽ cho nghĩ tới một cái khối cái gì chèn ép đến cái việc ở trong đằng sau bóng tim này. Chúng ta chụp cắt lớp thì chúng ta sẽ thấy nhìn thấy đây, đây là một cái khối u đây. Khối u này nó chèn ép cả thực quản này. Đấy, chèn ép thực quản này, một phần của khí quản Kaya đây. Đây cái khí quản đây các em nhìn đấy, và cái đoạn này cái khí quản nó bắt đầu bè ra để nó chia ra phế quản gốc phải và phế quản gốc trái, và cái thực quản nó ngay lạnh này và nó gây chèn ép ra, gây cho bệnh nhân nuốt nghẹn, uống nước thì sặc, ăn lỏng thì cũng nghẹn. Đây cũng là một cái khối u của tuyến ức khác. Đó. Đó, khối u tuyến ức. Đó. Chỗ này là một tuyến giáp mặt chỗ. Nhưng không phải khối u. Khi cái khối u tuyến ức này, đây các anh nhìn đây, khi chúng ta chụp cắt lớp mà có tiêm thuốc bằng quang, thì đây ví dụ đây là động mạch chủ, đoạn động mạch chủ lên đây, động mạch chủ xuống đây, thì đây khi chụp cắt lớp mà có thuốc bằng quang nó sáng này, và bản thân các cái trong những các cái slide sau thì chúng ta thấy là đây là cái tổn thương này, nhưng mà trong lòng đây là những các cái mạch máu đấy. Biểu hiện lên khi chúng ta chụp, nên là chúng ta với bệnh nhân mà khối u trung thất là chúng ta nên chụp cắt lớp ngực và có tiêm thuốc cản quang, là chúng ta sẽ phân biệt được những các cái mạch máu trong trung thất. Đây là một cái khối u rất to. U này nó chiếm cả một cái phổi, gần như chiếm đa phần của cái phổi đấy. Các em nhìn thấy không? Đấy. Đây đa phần cái phổi bên trái đấy. Gây ra tràn cả dịch trong phổi đấy. Gây ra xẹp phổi đấy. Đấy. Thế nhưng đây là cái u quái. Đây cũng là một cái u quái. Và trong cái u quái này thì thường là một cái u quái là một cái u rất to. Và bên trong nó có những các cái canxi hóa, ví dụ như là xương hay là u quái, còn nhiều thậm chí là có cả những các cái cản quang như là cái tóc của những các cái bào thai từ
phát triển từ bào thai và nó tạo thành u quái này. Và u quái thường là một cái lành tính thôi, nên khi chúng ta cắt bỏ là chúng ta sẽ tiên lượng rất tốt. Đây các em nhìn thấy đây một cái tổn thương mà khi chụp phim thường lên thì chúng ta bạn thấy bờ của tim đây, bờ bên phải của tim, nhưng mà ngoài ra có một cái bờ này. Bệnh nhân có những cái triệu chứng như vậy, khi chúng ta chụp cắt lớp lên thì chúng ta sẽ thấy những cái tổn thương ở vùng này. Nhưng cái tổn thương này khi chúng ta đo tỷ trọng thì đây là tỷ trọng dịch, và thường đây là những các kén phế quản hoặc kén màng tim. Đây là một cái u tế bào xoan, xoanoma, tế bào thần kinh. Đấy, các em nhìn thấy không? Nó nằm ở ngay sát trên này, ngay sát trên đỉnh phổi đây. Đấy, chụp nhìn đây thì thấy rõ hơn. Chắc chắn là nó sẽ có các cái dấu hiệu mà khi chèn ép dấu hiệu, ví dụ như là các dấu hiệu của bronchoscopias là nó sẽ có. Các cái u tế bào thần kinh đây nó cũng phát triển to này, thường các cái u tế bào thần kinh nó ở các khe nhân cột sống này nó phát triển tràn ra này, xâm lấn cả vào cái phổi bên trái này, bao quanh với cả cái động mạch chủ này. Ví dụ như là đây bao quanh động mạch chủ ngược lên đoạn xuống này, chứ còn đây nó đã xâm lấn được vào cả cái động mạch phổi đây, động mạch phổi chung đây và bắt đầu chia ra động mạch phổi bên phải phổi trái. Đây là cái hình ảnh mà chụp cắt CT cắt lớp, mà đây là cái khi trong quá trình mà gọi là sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của CT. Đây là cái kim sinh thiết đây, và các bác sĩ đã khi chụp cái phim chụp CT lên này và bác sĩ thấy tổn thương khối u đây, các bác sĩ sẽ đo và định vị theo các cái góc độ bao nhiêu để mà chúng ta muốn định sinh thiết ở vùng này, chúng ta tìm cái đường đi làm sao để nó gần nhất và nó gây ít tác dụng phụ nhất. Chúng ta sẽ có những cái góc, có một cái thước để chúng ta xác định các góc rồi tính toán để độ sâu bao nhiêu để chúng ta có thể với tới được những khối u này mà tránh không bị khối, cái kim sẽ xuyên qua các cái quần nhu mô phổi hay là những các cái mạch máu để tránh các cái tai biến. Đây là một cái u lympho ở vùng trung thất trước xâm lấn và gây ra cả tràn dịch màng phổi bên phải. Đây là một cái dịch của kén trung thất đây, khi mà hút được cái kén trung thất đấy ra thì sẽ có cái dịch màu này, đôi khi là có cả có những màu nước khác, nhưng đây là dịch kén trung thất này, đây là một cái màu đặc biệt nên là các thầy cô đã chụp lại để cho các em thấy được. Thường những các dịch các cái bệnh lý kén trung thất thì thường là nó rất là lành tính. Đó. Thế thì bài hội chứng trung thất của chúng ta thì đến thầy đã trao đổi với các em được từ xác định về vị trí giải phẫu bệnh, rồi các cái dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng, rồi các cái nguyên nhân của các cái hội chứng trung thất. Các em sẽ cố gắng đọc những các cái mục tiêu đó để bám sát, để rồi chúng ta sẽ dựa qua những các cái điểm chính mà thầy trò chúng ta vừa trao đổi để các em sau này các em sẽ nắm chắc được lý thuyết của hội chứng trung thất này. Có bạn nào hỏi gì về hội chứng trung thất này nữa không? Em thấy em có câu hỏi ạ. Xin mời em. Em có một người nhà ấy ạ. Bệnh nhân thì có tình trạng là nuốt vướng ở cái vùng cổ khoảng vài tháng nay. Tiền sử thì đã có viêm họng hạt đã đốt
được 1 đến 2 năm, nhưng mà lúc đi khám thì lại được cho làm siêu âm tuyến giáp và chẩn đoán là nang tuyến giáp, có được cho về uống thuốc thì khi thuốc thì đỡ, nhưng mà khi mà hết thuốc rồi ạ thì cái tình trạng nốt vướng nó lại còn, thì em không biết là với cái tình trạng bệnh như thế thì mình nên nghĩ đến hội chứng trung thất hay là một cái tình trạng bệnh khác ở trong thực quản ạ? Thứ nhất là bây giờ bệnh nhân mà có nuốt vướng, thế mà chỉ nuốt nuốt vướng vùng cổ thôi, như vậy là nó đã khu trú rồi, nó vẫn tuyến trên này rồi, thì có thể có những các cái mình sẽ thăm dò như như các bác đã cho thăm dò siêu âm tuyến giáp để mà phát hiện ra được các cái nang tuyến giáp. Nhưng các nang tuyến giáp nó to thì nó gây cũng gây kích thích, thế cũng có gây kích thích các cái triệu chứng mà nuốt vướng đấy. Nhưng mà một trong những các cái triệu chứng hay gặp nhất mà các cái nuốt vướng đấy, đấy là những các cái trào ngược dạ dày thực quản, và trào ngược một cách diễn biến một cách âm thầm, nó cũng không có nhiều của triệu chứng của các cái hơi ợ chu hay đau thượng vị, nhưng mà bệnh nhân là cứ vướng, một số các trường hợp đặc biệt nó cứ vướng họng đấy, và cảm giác có vướng vướng nuốt thì cũng không rõ lắm. Vướng thì chúng ta có thể những các cái bệnh cảnh của cái trào ngược dạ dày thực quản, hoặc là những các cái bệnh lý của các bệnh lý về đường tai mũi họng, nếu như mà có cái các cái viêm họng mãn chẳng hạn thì cũng có thể gây ra những, nếu kéo dài thì cũng gây ra những cái loạn cảm họng, đặc biệt là như trường hợp này của người nhà em là đốt họng chẳng hạn. Thì trước đây chúng ta cứ thấy các soi họng thấy các cái hạt, các tổ chức lympho nó nổi lên nhiều, chúng ta nghĩ rằng nó kích thích như thế và chúng ta đốt đi, thì bệnh nhân lúc đầu thì dễ chịu ấy, nhưng mà sau đấy rồi thì đốt nó tạo thành các cái sẹo đấy, và cái các em biết rồi, ngay chỉ một cái xương rất nhỏ thôi, hoặc một cái dị vật gì rất nhỏ thôi mà chúng ta bị hóc chẳng hạn, chỉ cần rất nhỏ một sợi lông như chẳng hạn cũng nuốt phải, nếu như mà nó mắc ở cái chỗ vùng vùng niêm mạc họng đấy là chúng ta cực kỳ khó chịu đấy. Thế bây giờ chúng ta tự nhiên chúng ta đốt đi, tạo thành những các cái sẹo nhỏ đấy, nó sẽ làm tạo ra một cái loạn cảm họng đấy, đấy là những các triệu chứng mà bệnh nhân hay 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 bị vướng họng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng ngoài ra chúng ta cũng phải xem xét rằng là liệu những bệnh nhân này tuy là vùng cổ đấy, chúng ta cũng có thể chụp phim phổi để xem có vấn đề gì không, mà nếu tốt nhất hơn hết thì chúng ta có thể chụp cái cắt lớp vùng cổ ống họng để chúng ta có thể phân biệt được những các cái phát hiện được những các cái tổn thương khác nó có thể chèn ép ở cái vùng 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 cổ để chúng ta cảm giác vướng và chúng ta có thể loại trừ phân biệt được. Còn về cụ thể thì chắc là trong trường hợp này thì em phải đưa người nhà đi khám để làm lại những các cái đấy để xem có rõ hơn không. Còn đa phần thì thầy nghĩ rằng cũng không phải hội chứng trung thất trong trường hợp này, bởi vì là nếu mà một cái hội chứng trung thất hoặc đấy kiểu trung thất thì nó sẽ phải kéo dài tiếp theo và nó không sẽ không đỡ đi đâu, không có chuyện nó đỡ đi vài bữa xong nó lại bị lại đâu. Nó sẽ tất nhiên nó đỡ đi xong nó bị lại và bị càng ngày càng tăng lên, vì chúng ta có giải quyết được nguyên nhân đâu, đúng không? Chúng ta chưa giải quyết được nguyên nhân thì các cái triệu chứng đấy nó sẽ tăng lên, chứ nó không kéo dài như này mà không có triệu chứng gì em ạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Còn bạn nào có câu hỏi khác nữa không? Em với thầy trong chat có bạn có câu hỏi là: thưa thầy, cho em hỏi phân biệt triệu chứng nấc trong hội chứng trung thất với nấc trong các bệnh về tiêu hóa ạ. Ừ đấy, cái nấc trong trung thất ấy, thì thực ra là cái nấc của đường tiêu hóa thì nó sẽ có những các cái dấu hiệu của tiêu hóa đi kèm theo, ví dụ có đau bụng hay không, có co thắt các cái tạng ở trong ổ bụng như là ruột hay dạ dày hay không, có các dấu hiệu của đường tiêu hóa kèm theo hay không. Còn cái nấc của cái hội chứng trung thất thường là cái nấc đơn độc không có triệu chứng của tiêu hóa kèm theo này, nó cứ nấc kéo dài và nấc cả ngày lẫn đêm, nấc không không có liên quan gì đến đến ăn uống hoặc là đến đến các triệu chứng của đường tiêu hóa đấy. Và khi cái nấc này thì chỉ có đỡ đi khi người ta dùng các cái thuốc gọi là thuốc ức chế thần kinh thì nó mới đỡ được, chứ còn các cái thuốc mà được tiêu hóa, ví dụ như là nếu giả sử mà không biết điều trị những các cái nấc mà đường tiêu hóa, mà nghĩ đây là thầy muốn nói rằng những cái triệu chứng mà bệnh nhân nấc chẳng hạn mà nghĩ đấy là các bệnh lý đường tiêu hóa, bác sĩ cho các loạt dùng các thuốc tiêu hóa nó cũng thì nó sẽ không bao giờ đỡ đấy em ạ.
Chứ còn nếu mà các cái tổn thương co thắt của các cái đường tiêu hóa hoặc là các cái triệu chứng của cái các cái viêm dạ dày hội chứng cấp nếu lấp thì chúng ta cho dùng thuốc thì nó có thể đường tiêu hóa đỡ ngay, nhưng mà đây chúng ta điều trị cái lấp này bằng các cái thuốc đường tiêu hóa là không bao giờ đỡ. Đấy. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ừ. Còn bạn nào có câu hỏi nữa qua chat không? Em còn câu hỏi nào nữa không? Ừ. Thế thì em có câu hỏi ạ. Là thầy có đề xuất em hội cái triệu chứng mà hồi hộp chống ngực và nhịp tim nhanh trong hội chứng chèn ép thần kinh phế vị với cả hội chứng cường giáp và một số về bệnh tim mạch được không ạ? Thực ra câu hỏi này cũng của em cũng khá khó. Thứ nhất là bởi vì cái triệu chứng của các cái hồi hộp hay các cái tim đập nhanh của các thần kinh phế vị đấy thì nó chỉ là cái biểu hiện thôi, nhưng thật sự khó để có thể phân biệt được với các cái dấu hiệu của các cái bệnh lý khác. Nếu như chúng ta không khai thác hoặc chúng ta không thăm khám kỹ về các cái bệnh cảnh liên quan, ví dụ như bệnh tim mạch, thì chúng ta ngoài những các cái triệu chứng này ra, bệnh nhân cũng sẽ có những các dấu hiệu khác để mà chúng ta thăm dò về tim mạch. Thường cái dấu hiệu mà thần kinh phế vị này thì thầy cũng muốn nói các em là như này, đây là một cái triệu chứng mà trong cái dấu hiệu của hội chứng trung thất nó có. Tuy nhiên thì để cho chúng ta tránh bỏ sót khi những các cái bệnh cảnh khác, ví dụ như đến bệnh nhân thường là đến chúng ta không phải vì cái đến vì cái hội chứng trung thất này mà chúng ta phát hiện ra có cái triệu chứng này, mà thường là những các cái bệnh nhân mà bị nhầm có triệu chứng này thường là lại là những các cái bệnh lý của các cái bệnh lý tim mạch và các cái bệnh lý khác. Khi họ đến thì chúng ta đã đi thăm khám về các triệu chứng của các bệnh lý đấy rồi, nhưng chúng ta phải nghĩ tới có một triệu chứng khác nữa, đấy là triệu chứng của cái hội chứng trung thất, để chúng ta lưu ý xem có các cái tổn thương trong trung thất hay không, đấy thôi. Chứ còn ít khi nào có một cái dấu hiệu mà chèn ép thần kinh phế vị này chỉ có một cái đơn độc, không có một cái gợi ý nào cả, đấy, rất ít. Nên là trong trường hợp này các em cũng sẽ gặp ít thôi, nhưng mà đa phần là các em thường gặp các cái bệnh lý có cái dấu hiệu này là đã nằm trong các cái nhóm bệnh cảnh của bệnh lý tim mạch rồi, và mình chỉ lưu ý cái việc mà có một cái hội chứng trung thất cũng có cái dấu hiệu này để chúng ta lưu ý thôi các em ạ. Còn đa phần thì về lâm sàng nó cũng giống nhau em ạ. Tất nhiên là bệnh lý về tim mạch thì thường là nó diễn biến, nó có tiền sử rồi, nó có tiền sử bệnh ấy, kéo dài, nó có từ trước rồi và có những cái bệnh lý về tim mạch trước rồi. Còn các cái dấu hiệu về hội chứng trung thất này thường là nó gần đây mới có thôi, và nó mang tính tăng dần lên, chứ không phải là có triệu chứng của một cái diễn biến bệnh sử hàng năm vài năm gần đây em ạ nhá. Cảm ơn thầy ạ. Có bạn nào có câu hỏi nữa không, để chúng ta có gì nếu không thì chúng ta sẽ chuyển sang bài 2 luôn, bài viêm phổi luôn, để các em cũng tranh thủ chúng ta. Thế thầy, có bạn nào có câu hỏi không? Thôi chúng ta chuyển sang bài 2 nhé. Alo. Dạ, chúng em vẫn đang nghe thầy ạ. Các em còn có thấy màn hình không? Vẫn thấy hả? Hiện tại thì em không thấy màn hình ạ. Không thấy màn hình à? Để thầy tính nha. Được chưa em ơi? Dạ, bây giờ chúng em thấy rồi ạ. Rồi. Thế bài thứ hai thì thầy cũng đến với các em một cái bài mà chúng ta sẽ rất hay gặp, đó là viêm phổi mắc phải cộng đồng.
đây là một cái bệnh cảnh nhiễm trùng thường xuyên mà chúng ta gặp khi làm ở phòng khám hay khi làm ở chuyên khoa hấp, và đặc có thể cả ở những các chuyên khoa khác chúng ta cũng có thể gặp phải cái triệu chứng nhiễm trùng của viêm phổi mắc phải cộng đồng này. Thì các em có đặt ra câu hỏi tại sao là viêm phổi mắc gọi là mắc phải cộng đồng không? Sẽ để phân biệt với viêm phổi trong bệnh viện à? À, đúng rồi. Thế thì thầy hỏi các em, có em nào có thể chẳng định nghĩa hoặc là có thể mô tả được cái viêm phổi mắc phải cộng đồng nó như nào để cho các bạn cùng mọi người cùng nghe không? Các có bạn nào xung phong là nói là mô tả cái viêm phổi mắc phải theo mình nó như thế nào? Có bạn nào xung phong nào? Các em mạnh dạn nói đi, có sao đâu. Chúng ta nói thôi. Thì như vừa rồi mà bạn nói đấy, để chúng ta phân biệt giữa với ở viêm phổi mắc phải bệnh viện. Đấy là một cái ý quá đúng. Ngoài ra còn có ai bổ sung thêm? Thế thì chưa thấy ai nói thì thầy cũng sẽ trao đổi các em về cái viêm phổi mắc phải cộng đồng là thứ nhất về định nghĩa để mình hiểu rõ được cái viêm phổi mắc phải cộng đồng thế nào. Thì đúng là như các em đã nói đấy, như bạn nói, tức là chúng ta là một cái để phân biệt với viêm phổi bệnh viện, thì hai cái viêm phổi này nó có hai cái thái độ điều trị khác hẳn nhau, tiên lượng nó khác nhau, dịch tễ nó khác nhau. Thế thì ngay cái định nghĩa của nó làm sao bám sát được nhất thì nó cũng đã hiểu được phần rồi. Thứ nhất là định nghĩa về viêm phổi mắc phải cộng đồng. Thì viêm phổi mắc phải cộng đồng là một cái nhiễm khuẩn để nhu mô phổi xảy ra ngoài bệnh viện, bao gồm là viêm các cái phế nang, ống túi phế nang, các tiểu phế quản tận cùng hoặc là các cái viêm tổ chức kẽ của phổi. Và cái tác nhân mà gây ra các cái viêm nhiễm này thì đấy là rất là đa dạng, là các vi khuẩn, virus, ký sinh vật, nấm, nhưng không phải trực khuẩn lao. Tại sao lại không phải trực khuẩn lao ở đây? Sao không bao nhiêu các, không phải các cái thứ khác người ta không nói mà lại ngoại trừ cái mỗi lao? Bởi vì lao phổi nó là một cái bệnh cảnh mà chúng ta có một cái điều trị đặc thù và có một cái dịch tễ bệnh khác nhau, là một dịch tễ bệnh đặc trưng rồi, nên là chúng ta sẽ không xếp cái trực khuẩn lao này, dù có thể là viêm do vi khuẩn lao, do trực khuẩn lao gây ra viêm, nhưng chúng ta cũng không xếp vào trong viêm phổi mắc phải cộng đồng. Thế thì bài viêm phổi này, cái định nghĩa này các em đọc các em sẽ hiểu ngay được bản chất của cái viêm phổi mắc phải cộng đồng khác như nào với viêm phổi bệnh viện. Trong bài này thầy sẽ đưa các em về những các cái điểm của về lâm sàng và cận lâm sàng của viêm phổi mắc phải cộng đồng và một số các cái hình ảnh của viêm phổi mắc phải cộng đồng, rồi chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt của viêm phổi mắc phải cộng đồng với những nguyên nhân khác, và cuối cùng thì thầy sẽ gửi với các em một số các hình ảnh minh họa của cái viêm phổi. Cái đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào một cái điển hình lâm sàng viêm phổi thùy. Các em ít nhiều là các em cũng đã gặp rồi, và kể cả khi có thể là các em ở trong những giai đoạn chưa phải là sinh viên trường y, ở nhà các em cũng có thể là gặp những người thân của mình hoặc những cái bạn bè của chúng ta có những cái viêm nhiễm về đường hô hấp mà chúng ta cũng thấy có những cái triệu chứng của một phần của viêm nhiễm đường hô hấp. Thì trong cái lâm sàng của viêm phổi này thì chúng ta sẽ có cái viêm phổi thùy và viêm phổi không điển hình. Viêm phổi thùy thì thường bệnh nó xảy ra một cách đột ngột và thường là người trẻ tuổi. Bắt đầu có thể là một cơn rét run
sốt rét và nhiệt độ có thể từ 38-39 thậm chí có thể 40 độ. Người già và người nghiện rượu thì có thể lu lẫn, và những người lớn tuổi thì thường có các cái triệu chứng thường không rầm rộ như là ở người trung niên hay người trẻ tuổi. Và cái một cái triệu chứng không thể thiếu được đấy là đau ngực. Đau ngực thì đau từ ít đến nhiều, cảm giác đau từ tức ngực hay chỉ âm ỉ hay nhẹ nhẹ đau thôi, nặng ngực thôi. Đau ngực, đau ở bên tổn thương. Và bệnh nhân, đa phần bệnh nhân đều có cái dấu hiệu của cái dấu hiệu ho thì có thể ho khan. Ho có khan trong những giai đoạn đầu mà nó chưa viêm long đường hô hấp, nhưng những giai đoạn sau có thể là giai đoạn đã hóa mủ rồi thì có thể có ho ra mủ hoặc ho đờm, có thể màu xanh, màu vàng, thậm chí là có thể màu nâu rỉ sắc nếu ho ra máu. Và tùy theo cái tổn thương ở phổi diện nó mức độ như nào mà chúng ta có thể có các cái triệu chứng khó thở tương ứng, có thể khó thở từ nhẹ cho đến nặng. Khám về thăm khám thì chúng ta sẽ thấy có hội chứng đông đặc. Hôm trước chúng ta đã trao đổi các em đến hội chứng, các hội chứng về đây có hội chứng đông đặc mà có ran thì thường là ran đầm, ran nổ ở bên phổi tổn thương. Các em Y3 các em sẽ lưu ý khi đi khám chúng ta sẽ phân biệt thế nào là ran đầm, ran nổ để mà chúng ta có thể biết được các cái nguyên lý và những các bệnh, các cái tại sao lại có các tổn thương đấy rằng mà gây ra các ran đầm hay các ran nổ. Thì trong quá trình học lâm sàng ấy, các em cố gắng nghe. Các em nghe thì có thể nghe mô tả rất nhiều ran đầm như nào, ran nổ như nào, nhưng mà nếu như các em đến một lúc nào đó các em nghe được hai cái ran đấy ở cùng một thời điểm cạnh nhau thì các em sẽ phân biệt được rất dễ dàng. Mà sau chỉ sau lần đấy thôi là các em có thể nghe ran đầm, ran nổ, các em có thể phân biệt ngay được. Thông thường thì các cái viêm phổi thì thường cái ran nổ thì nó rõ hơn, nó đầm là các cái ran ứ động của các bệnh lý cũng viêm nhiễm, nhưng có thể là các cái viêm nhiễm không điển của các cái viêm phổi, không viêm phổi thùy, không phải viêm phổi thùy, không viêm phổi không điển hình thì chúng ta có thể ran đầm, nhưng mà ran cái triệu chứng vào viêm phổi thùy thường có ran nổ. Thứ hai chúng ta sẽ về mô tả về các cái lâm sàng của viêm phổi không điển hình. Thì viêm phổi không điển hình thì các dấu hiệu nó xuất hiện một cách rất đa dạng và nó có thể tiến triển một cách từ từ, hoặc là hôm nay có thể bệnh nhân cũng chẳng sốt, hoặc là bệnh nhân có những cái dấu hiệu của một cái ho trước ho khan chẳng hạn, sau đấy rồi thì bắt đầu mới có các triệu chứng sau. Ngoài ra thì có thể bệnh nhân thì có những cái triệu chứng khác kèm theo, ví dụ như là đau mỏi cơ, đau khớp, nhức đầu, rồi những bệnh nhân rối loạn ý thức hoặc như rối loạn tiêu hóa. Khám thì thường không có cái rõ cái hội chứng đông đặc vì chúng ta không có tổn thương tập trung tại một chỗ thành thùy để chúng ta có thể thấy các cái đàn răn giải đáp ăn ẩm ở nhiều nơi, và ra nổ thì cũng có. Đặc biệt là chúng ta trong những cái trường hợp lâm sàng viêm phổi không điển hình này thì chúng ta sẽ phải hỏi thêm các tiền sử, bởi vì các cái tiền sử của bệnh nhân nó có liên quan rất nhiều tới các cái nguyên nhân của các cái viêm phổi không điển hình này. Ví dụ như công nhân nò mổ gia súc này, hay những cái công nhân những người nằm ở trang trại, hoặc là những các cái bệnh nhân có những các cái tiền sử các bệnh khác, ví dụ như bệnh HIV rồi tiêm chích gây ra những các cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch đó, hoặc là những các cái mà bệnh lý ký sinh trùng khác, ví dụ những bệnh nhân mà ở các cái vùng dịch tễ chẳng hạn, ví dụ như các cái vùng dịch tễ mà bệnh nhân mà ở nhiều nơi thì lại là ở các vùng miền núi thì cũng có thể có các cái thói quen ăn cua cá ở sống ở
núi thì người ta ở suối người ta thấy nước trong, người ta nghĩ sạch sẽ lắm, mà đúng là nó sạch thật, nhưng mà khi ăn những con vật đấy thì nó có nhiều cái ký sinh trùng mà có thể gây ra những các cái viêm phổi và ký sinh trùng. Đây là một cái hình ảnh mà một cái viêm phổi không điển hình do sốt mò đấy các em. Sốt mò các em ở quê đấy, các em xưa các em hay, các cụ hay nói rằng là sốt mò đấy, sốt. Thế thì sốt mò thực chất bản chất là con rickettsia. Thì đây là một cái bệnh nhân có một cái biểu hiện của một cái sốt không, một cái sốt kéo dài không điển hình và có những cái triệu chứng của đường hô hấp, nhưng mà khi chụp phim lên thì có một cái viêm phổi, và khi khám thì bệnh nhân có cái tổn thương ở mi mắt đây này, các em nhìn thấy không? Đấy, tổn thương như một cái vết vẩy đây. Thông thường là con mò nó sẽ nó gây ra các cái tổn thương ở vùng các cái vùng bán niêm mạc và các cái hốc ngách bẹn đấy, hoặc là mắt, môi và những các cái vùng kín sẽ chúng ta phải hỏi kỹ. Thì đấy là cái sốt, đây là sốt mò, đây là một sốt mò. Về tiếp theo thì chúng ta về phần cận lâm sàng, thì cái viêm phổi mắc phải cộng đồng thì nó là bệnh lý về nhiễm trùng, nên chắc chắn là các cái dấu hiệu nhiễm trùng chúng ta sẽ phải có. Đó là các công thức về công thức máu thì có thể số lượng bạch cầu sẽ tăng, đặc biệt là bạch cầu đa nhân trung tính sẽ tăng, nhiều trường hợp nó tăng lên tới 85%, mà bạch cầu non chưa trưởng thành cũng tăng bởi vì nó tăng sinh máu. Tuy nhiên thì có một số trường hợp mà bạch cầu có thể giảm chứ không phải tăng. Thông thường thì những trường hợp mà viêm phổi mà có bạch cầu giảm thì cái tiên lượng này khá nặng, bởi vì bệnh nhân đáp ứng miễn dịch của cơ thể nó giảm đi, suy giảm miễn dịch hơn, nên là cái việc giảm cái viêm phổi nó sẽ tiên lượng nặng ở những bệnh nhân này. Rồi một cái dấu hiệu thứ hai đấy là tốc độ máu nắng sau 1 giờ và sau 2 giờ thì tăng. Ngoài ra thì làm các cái xét nghiệm sinh hóa thì chúng ta có thể thấy cái xét nghiệm các cái marker về viêm nó sẽ tăng lên, ví dụ như là CRP, tức là phản ứng viêm protein C tăng lên, thì cũng chúng ta nghĩ đấy của dấu hiệu nhiễm trùng do virus chẳng hạn. Nhưng mà có một cái marker khác là PNP chẳng hạn, dấu hiệu nhiễm trùng tăng lên, thì cũng đấy là do các cái thường là do các vi khuẩn gây tăng lên, thì đấy là các cái về dấu hiệu sinh hóa. Ngoài ra thì có một số các cái trường hợp bệnh cảnh đặc biệt, ví dụ như là viêm phổi điển hình do Legionella thì có thể thấy hạ rối loạn điện giải các em ạ. Đấy. Thì chúng ta cũng thể biết, và chúng ta phải đặc biệt khi chúng ta có cái xét nghiệm vi sinh để tìm ra các căn nguyên gây bệnh, thì chúng ta thường là lấy các cái bệnh phẩm, ví dụ đờm hay là dịch ngoáy họng, rồi dịch phế quản, chúng ta qua nội soi phế quản để chúng ta rửa các phế quản để hút các dịch ra, để làm các cái lấy các bệnh phẩm dịch phế quản đấy để chúng ta làm các vi sinh hoặc về các bệnh phẩm khác. Rồi ngoài ra trước đây thì chúng ta có thể chọc xuyên thành khí quản để mà chúng ta rửa ở cái vùng khí quản này, chúng ta hút dịch. Đấy là trong những trường hợp mà chúng ta muốn lấy các cái dịch hầu họng, thì chúng ta có thể bơm chọc qua màng nhận giác này, và rồi chúng ta bơm nước muối sinh lý vào đấy và chúng ta hút ra. Gây bệnh nhân ho chúng ta hút ra. Nhưng bây giờ chúng ta cũng ít dùng này thôi, bởi vì ngày xưa khi chưa có các nội soi thì chúng ta hay dùng như thế. Chúng ta dùng các cái thô sơ như vậy, nhưng bây giờ khi chúng ta có nội soi rồi hoặc là những các cái cách lấy bệnh phẩm khác, nó đỡ gây kích thích hơn cho bệnh nhân và tốt hơn cho bệnh nhân, thì chúng ta đã dùng nhiều hơn. Và sau khi các bệnh phẩm này thì chúng ta có thể soi tươi. Đấy. Chúng ta có thể nhuộm gram để chúng ta có thể soi bệnh phẩm, rồi chúng ta có thể nuôi cấy các vi khuẩn ở các cái môi trường, ví dụ hay khí hay là những môi trường
lỏng, dung dịch lỏng khác như như môi trường lỏng Bartech chẳng hạn. Rồi chúng ta có thể làm xét nghiệm phân tử PCR với các cái loại vi khuẩn. Mỗi loại vi khuẩn chúng ta có một đoạn mồi mà chúng ta nghi ngờ đây là viêm phổi do vi khuẩn này, thì chúng ta có thể làm những đoạn mồi đấy để chúng ta bắt cặp để là chúng ta phát hiện về về phân tử các đoạn gen của các cái vi khuẩn hoặc virus đó gây ra. Thì ngoài các cái xét nghiệm về vi sinh đấy ra thì chúng ta có thể làm các phương pháp khác gián tiếp như là miễn dịch hình quang hoặc là các cái kháng nguyên, các cái phản ứng kháng nguyên kháng thể để chúng ta tìm ra những các cái đặc hiệu của các cái vi khuẩn không điển hình, đặc biệt là ví dụ như là Legionella hoặc là Mycoplasma hoặc Chlamydia do các virus điển hình, để chúng ta phát hiện các kháng nguyên hoạt toàn của các vi khuẩn qua các nước tiểu chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là chúng ta dùng các test phế cầu để chúng ta tìm các cái kháng nguyên hoạt toàn của các phế cầu qua nước tiểu của bệnh nhân. Thế thì về trong cái dịch tễ học của các cái vi khuẩn trong viêm phổi mắc phải cộng đồng thì nhiều nhất người ta thấy rằng là phế cầu chiếm 34%. Đây mẹ. Và sau đó đến Haemophilus influenza và Metacarditis chiếm tới là 15%. Rồi các cái trực khuẩn gram âm chiếm 8%. Các cái nguyên nhân khác là 15%, và tụ cầu vàng thì chiếm 6%, và 22% còn lại thì đây là do các vi khuẩn không điểm điển hình. Ví dụ như Legionella, Chlamydia, Mycoplasma rồi hay là các nguyên nhân khác ấy, là vi khuẩn không điển hình nó chiếm tới 22%. Như vậy là nếu như chúng ta ở ngoài phòng khám là chúng ta sẽ thấy rằng cái đa phần thì là đấy là phế cầu. Và vì vậy chúng ta nếu chúng ta sử dụng các kháng sinh và điều trị phế cầu đối với những các bệnh nhân mà ở khám ngoại trú mà cho đơn thuốc về, chúng ta đã hiểu được dịch tễ là chúng ta đã có bao vây được khoảng 34% rồi. Và nếu chúng ta phối hợp kết hợp với một loại kháng sinh khác đối với các cái vi khuẩn không điển hình nữa thì chúng ta được 22% nữa, là khoảng độ trên 50%. Là chúng ta sẽ đã điều trị tương đối đúng. Về cận lâm sàng thì về X quang phổi thì chúng ta sẽ thấy rằng viêm phổi thùy thì chúng ta thấy cái hội chứng lấp đầy phế nang với các dấu hiệu của phế quản có thể là một đám mờ, nhưng mà giữa này có những các cái rãnh hoặc những các chấm đen, đấy là những cái phế quản hơi. Và thể tích của cái thùy phổi mà viêm thì nhỏ, không nhỏ lại. Đấy. Rồi các tổn thương về bóng mờ phế nang, những các cái phế nang có những cái bóng mờ các phế nang nó có thể rồi tổn thương mới xuất hiện ở một bên hoặc hai cả hai bên, kèm theo cũng có thể có các cái tràn dịch màng phổi kèm theo, vì thường viêm phổi thùy thì một cái thùy đã bị thì thường các cái màng phổi là cũng hay bị các cái tổn thương màng phổi kèm theo. Còn viêm phổi không điển hình thì chúng ta thấy đa dạng lắm. Tổn thương có thể là dạng các dạng kẽ này, dạng lưới hoặc dạng nốt chẳng hạn. Thường có các cái, và chúng ta nhìn thấy các cái phổi nó bẩn, các cái dày của các cái phế nang, các cái tiểu phế quản là chúng ta thấy nó dày lên, nên cái phổi nhìn trong các cái nhu mô phổi là nó gọi là bẩn, là tức là nó mờ đều, nó không trong sáng, như nó không trong và đen như là những các phổi bình thường. Và khi các cái dấu hiệu X quang phổi này mà lại có dấu hiệu của nhiễm trùng và các cái dấu hiệu của lâm sàng thì đương nhiên là chúng ta có thể nói được đấy là một viêm phổi rồi. Đấy là chúng ta chưa nói đến là những các cái xét nghiệm khác để chúng ta chẩn đoán nguyên nhân. Khi chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta có thể sử dụng chụp cắt lớp vi tính là những cái biện pháp sau để chúng ta có thể xác định được cách vị trí rõ ràng hơn, ranh giới nó rõ ràng hơn, rồi các tổn thương nó điển hình hơn. Thế thì chúng ta có thể thấy các cái hội chứng lấp đầy phế nang như
trong cái viêm phổi thùy chẳng hạn, đám mờ hình tam giác, trong có hình phế quản hơi này, rồi các tổn thương kẽ này, hình ảnh ngưới nốt lan tỏa này, thì các hình ảnh ngưới nốt hình ảnh kẽ, viêm phổi kẽ này ở trong cái phim chụp cắt lớp thì nó rõ hơn rất nhiều lần như cái hình ảnh mà chúng ta nói rằng là chúng ta cái hình ảnh phế quản đậm hay là các đánh phế quản dày ở các cái viêm phổi mà không điển hình mặt trên phim chụp X quang phổ thường. Rồi chúng ta có thể xác định được rõ ràng của những các cái tổn thương kèm theo của cái viêm phổi. Ví dụ như có những các cái bệnh lý kèm theo chẳng hạn. Ngoài viêm phổi ra có thể bệnh nhân ung thư phổi chứ, đúng không? Đấy, chúng ta cũng phải có thể kèm theo rồi các cái tổn thương khác, ví dụ như là tràn dịch, tràn khí màng phổi. Rồi các cái tổn thương về hạch trung thất chẳng hạn, thì trong cái phim chụp cắt lớp này chúng ta sẽ thấy rõ được cái việc đó. Chứ còn phim phổi thường thì chúng ta không thể nhìn thấy được đâu là hạch trung thất. Về chẩn đoán phân biệt thì chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt với những cái gì? Thứ nhất, nao phổi. Nao phổi thì các cái tổn thương nó cũng không rõ ràng, không điển hình. Nó có thể cũng có tổn thương là cũng có xẹp phổi, cũng giống như một cái viêm phổi thùy đấy. Nhưng cũng có thể có những bệnh nhân này nó đám mờ, ranh giới không rõ ràng, mà có những các cái không quy được nó vào cái dấu hiệu gì cả. Thì trong những trường hợp này chúng ta thấy nhìn thấy những cái tổn thương đó mà có chẳng hạn, ví dụ như là các cái có liệu có cái tổn thương mà nó ngoài các cái tổn thương mô tả đấy, thì ngoài ra nó có những cái tổn thương ví dụ như là hang lao hay không để chúng ta có thể phân biệt được không. Nhưng ngoài ra đấy là việc chẩn đoán hình ảnh, còn đâu thì chúng ta sẽ phải làm các xét nghiệm về vi sinh học để chúng ta chẩn đoán phân biệt được nguyên nhân. Chúng ta sẽ phải lấy dịch phế quản ra, khạc đờm ra, chúng ta làm xét nghiệm AS đờm, rồi chúng ta làm thêm các xét nghiệm khác để loại trừ tìm nguyên nhân lao như măng tu hoặc nuôi cấy trực khuẩn lao ở trong môi trường lỏng Merit Batech, hoặc làm các cái xét nghiệm tìm kháng nguyên của lao trong máu, hoặc là xét nghiệm gen phân tử như là gene expert chẳng hạn, chúng ta có thể phát hiện ra lao phổi. Chứ còn dựa vào chẩn đoán hình ảnh chúng ta chỉ có thể là phân biệt thôi, nhưng mà sau đó chúng ta phải dựa vào những biện pháp khác. Về ung thư phổi cũng vậy, ung thư phổi thì chúng ta em biết rồi, ung thư phổi rất nhiều cái đám mờ phổi mà nghĩ rằng là chúng ta nghĩ bệnh nhân lại không có các cái dấu hiệu rõ ràng của một cái triệu chứng nhiễm trùng, mức độ nhiễm trùng nó chỉ vừa phải thôi, nhưng bệnh nhân lại có cũng các cái dấu hiệu đau ngực như thế, tổn thương cũng một cái tổn thương mờ trong một hội chứng đông đặc, tương tự như một hội chứng đông đặc chẳng hạn, thì chúng ta phải xem liệu rằng là cái dấu hiệu nhiễm trùng của những cái bệnh nhân này nó có khác với những dấu hiệu nhiễm trùng của những bệnh nhân u phổi hay không. Đấy là đấy trong trường hợp mà có cả u phổi và cả viêm phổi, còn không thì chúng ta phải sử dụng các biện pháp khác, ví dụ như là nội soi rồi sinh thiết xuyên thành ngực để mà xem, rồi các vi sinh học, ví dụ chúng ta cấy dịch mà chúng ta thấy có vi khuẩn thì chúng ta nghĩ rằng chắc chắn là phải có viêm nhiễm rồi, và cấy máu cũng có vi khuẩn là chúng ta có thể điều trị được viêm nhiễm rồi. Nhưng mà điều trị viêm phổi rồi mà đến 2 tuần mà không thấy đỡ cũng có đỡ nhưng mà không đỡ hẳn về mặt tổn thương chẳng hạn, vẫn rằng cái tổn thương nó vẫn y chang như thế, mà sau đó bệnh nhân vì lý do nào đó chúng ta không tìm được nguyên nhân ở trong bệnh viện, mà sau đó bệnh nhân hẹn sau 2, 3 tuần, 4 tuần đến kiểm tra lại mà vẫn tổn thương vẫn y chang như cũ, thì chúng ta phải nghĩ đến đây là một cái viêm phổi. Điều trị thì nó kháng sinh bệnh nhân cũng đỡ đấy, bởi vì có thể nó viêm nhiễm, nhưng mà ngoài cái viêm nhiễm này ra thì có thể là một cái tổn thương khác như một cái u phổi, chúng ta lại phải làm các biện pháp sinh thiết rồi làm các tumor marker thêm đủ các thứ khác nhé. Rồi các cái thứ ba là cái giãn phế quản bội nhiễm, các em nhìn thấy giãn phế quản rồi, các cái tổn thương trên chụp phim phổi, các giãn phế quản nó không như biệt, nó cũng có dấu hiệu đầy đủ các dấu hiệu nhiễm trùng như cái viêm phổi, nhưng mà nó lại sẽ có những các cái tổn thương mà nó như giống như một cái viêm phổi không điển hình, thì chúng ta phải chụp cắt lớp lên để chúng ta thấy rằng những các nhánh phế quản này là
dành thành thì nó cũng viêm nhiễm thật, nó dày thật đấy, cũng có mủ ở trong đấy đấy, để nó bệnh nhân khạc ra. Nhưng bản chất của nó là các cái nhánh, các cái lòng phế quản nó sẽ rộng ra, nó giãn, và cái giãn này là nó sẽ, giãn phế quản này nó sẽ tạo ra một cái, một cái tiền, một cái bệnh sử, một cái lịch sử bệnh mà bệnh nhân nhiễm đi nhiễm lại nhiều lần vì viêm phổi rồi, và có các triệu chứng kèm theo chứ không phải bây giờ mới có. Thế thì chúng ta, đấy là một cái phân biệt để mà chúng ta chẩn đoán giãn phế quản với cả cái viêm phổi mắc phải cộng đồng, đặc biệt trong trường hợp mà viêm phổi không điển hình. Rồi chúng ta có những cái viêm phổi do thuốc chẳng hạn, các tổn thương phổi nó cũng mờ như là viêm phổi nhưng mà dấu hiện nhiễm trùng nó không rõ ràng và nó lại là nguyên nhân do thuốc, thì chúng ta phải hỏi các cái tiền sử bệnh lý bệnh nhân xem có dùng những các cái thuốc mà hay gây ra viêm phổi hay không. Ví dụ như là thuốc điều trị mạn, thuốc điều trị nhịp tim, nhịp tim ví dụ cortisone chẳng hạn, hay những các cái thuốc giảm miễn dịch trong các trường hợp như methotrexate, trong những trường hợp mà điều trị những cái bệnh về giảm miễn dịch như hệ thống hay những bệnh vẩy nến chẳng hạn, hoặc là những bệnh nhân ung thư thì điều trị đấy cũng có thể viêm phổi do thuốc. Rồi các cái bệnh lý về phổi kẽ chẳng hạn, ví dụ như các bệnh lý về bệnh các cái tổn thương trên phim mà của những bệnh nhân của bệnh hệ thống như bệnh lupus ban đỏ hay bệnh hệ thống gặp keo, thì các cái tổn thương kẽ đấy nó cũng rất là dày, nên là các em cũng thể nhìn thấy cái phim đó là nó cũng giống như cái tổn thương viêm phổi không điển hình. Tuy nhiên chúng ta phải hỏi tiền sử, và khi nghĩ tới những các cái bệnh lý khi có tiền sử nghi ngờ thì chúng ta phải làm những các cái xét nghiệm để chẩn đoán phân biệt. Ví dụ bệnh phổi kẽ chúng ta sẽ làm các cái phản ứng xét nghiệm đặc hiệu, ví dụ như phản ứng kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng DSNA, rồi những các cái xét nghiệm chuyên sâu hơn khác để chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt đấy là bệnh hệ thống với các cái bệnh lý viêm phổi. Đây là một cái hình ảnh phân biệt với não phổi đây, em nhìn thấy đây, tổn thương thì nó cũng là mờ này thôi, nhưng nếu như chúng ta mà không làm các cái xét nghiệm về vi sinh chẳng hạn như nội soi hoặc làm xét nghiệm đờm thì chúng ta không thể phân biệt được, nó cũng giống như thế. Nhưng như cái bệnh nhân này thì các em có nhìn rõ không, khi mà thấy rằng là ở giữa cái tổn thương mờ đây thì nó có hơi có một nốt hơi đây, nó dạng như là một cái viện cậu gọi như là tổn thương phế quản hơi, nhưng mà đây nó như một cái tổn thương hang ao mới bắt đầu. Đấy, chúng ta có thể vi sinh thì lúc này chúng ta sẽ phải nội soi phế quản. Bước tiếp theo chúng ta sẽ nội soi phế quản để chúng phân biệt, thì xét nghiệm bệnh nhân như này thì là có xét nghiệm ngay PCR vi với trực khuẩn ao thì sau 3 ngày thì âm tính, nhưng mà với một cái xét nghiệm nuôi cấy MRI-PCR thì lại dương tính sau 2 tuần. Và măng tu thì bệnh nhân có làm thì đường kính sẩn tới 12 mm, bình thường là chỉ 8 đến 10 mm thôi, nhưng mà đây 12 mm là như vậy là cái phản ứng măng tu cũng dương tính rồi. Tuy nhiên thì đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể kết hợp để mà phân biệt với não phổi. Ví dụ như măng tu, một mình măng tu này thôi mà không có MRI dương tính thì chúng ta cũng chưa thể kết luận được rằng đây là bệnh nhân tổn thương này ở phổi này là do não, mà chúng ta phải tìm các nguyên nhân khác. Bởi vì cái phản ứng măng tu này nó không đặc hiệu cho các cái sẩn này, cho bệnh nhân đang mắc lao, mà có thể với những bệnh nhân mắc lao trước đây rồi chẳng hạn, nó tạo ra những kháng nguyên kháng thể sẵn có ở trong cơ thể rồi, khi chúng ta dùng kháng nguyên vào thì nó cũng có phản ứng như thường. Đấy, đây là cái hình ảnh của phân biệt ung thư, phân biệt với ung thư phổi đây các em nhé. Một tổn thương phổi nó cũng có đám mờ ở vùng phía trên này. Đấy, nhưng có một đặc điểm là cái này, khi một cái đám mờ này thì cái cơ hoành của bên trái này nó bị nhô kéo lên cao đây, tức là như vậy là cái tổn thương này nó co kéo rất nhiều. Trong một cái viêm phổi cấp thì ít khi nó co kéo như thế này. Đấy, mà nó phải có một cái bệnh cảnh diễn biến từ dần dần thì nó mới kéo này. Đấy, đây giãn phế quản đây, nếu như chúng ta chụp phim phổi nên chúng ta thêm cái đám mờ đây do các cái
các cái và bệnh nhân các dấu hiệu nhiễm trùng cũng như một viêm phổi, và chúng ta cũng sẽ điều trị như viêm phổi, nhưng mà khi chúng ta chẩn đoán giãn phế quản thì chúng ta sẽ có một cái thái độ và một cái phòng bệnh sau này hơn, bởi vì khi điều sau khi điều trị khỏi thì tất cả những các cái viêm sẽ bay mất đi, nhưng mà các cái tổn thương giãn phế quản, cái thể của phế quản giãn này nó sẽ còn tồn tại cùng bệnh nhân, và sau này nếu như với những cái lần phơi nhiễm sau thì có thể lại sẽ bị bệnh nhân sẽ lại bị nhiễm lại. Bởi vậy là chúng ta phải chẩn đoán để chúng ta có thái độ dặn dò bệnh nhân và chúng ta để đề phòng cho bệnh nhân những dặn sau. Viêm phổi điều trị chúng ta có thể điều trị dứt điểm khỏi hẳn hoàn toàn, nhưng giãn phế quản này thì chỉ điều trị được đợt cấp đỡ thôi. Đây là một cái viêm phổi do thuốc đây. Đây là một cái phim bệnh nhân. Đây là bệnh nhân này đang sử dụng máy tạo nhịp các em nhé. Và các em thấy rằng đây là cái phim phổi trước khi dùng amiodarone. Nhưng sau khi dùng amiodarone thì thấy hình ảnh thâm nhiễm ở hai cái đáy phổi này. Đấy. Một cái dày. Nên chúng ta cũng rất dễ phân biệt đấy, mỗi một viêm phổi khác. Nhưng nếu như chúng ta không hỏi kỹ là bệnh nhân có tiền sử dụng các thuốc gây ra viêm phổi có thuốc hay không. Đây là một cái hình ảnh viêm phổi kẽ do bệnh tạo keo đây. Các em nhìn thấy không? Nó cũng các tổ chức kẽ đây, nó cũng dày như này, dày như này cả hai bên. Đấy, nhìn lên như hình kính mờ, nó như một viêm phổi. Nhưng mà các em phải lưu ý rằng là những các cái viêm phổi do bệnh lý tạo keo này thì nó là một cái bệnh hệ thống, nên là không phải chỉ đơn thuần có mỗi tổn thương ở phổi này mà nó có cả các cái dấu hiệu bệnh lý kèm theo của các cái tổ chức tạo keo ở các nơi khác, tổ chức liên kết ở các cơ quan khác. Đây là một cái viêm phổi điển hình do bệnh nhân viêm phổi do phế cầu đấy, Staphylococcus nha. Bệnh nhân viêm phổi bên phải, trên phổi phải. Đây cũng là một bệnh nhân viêm phổi phế cầu 65 tuổi đã điều trị trung tâm hấp. Đây là một cái viêm phổi do trực khuẩn Legionella. Nếu như bệnh nhân có một tổn thương này như này, nó cũng đây cũng là một cái tổn thương có khu trú ở một vùng con thùy đây, nhưng ngoài ra là có các cái tổn thương kẽ ở giải rác giữa hai bên nhiều bên phổi. Bệnh nhân có sốt kéo dài, sốt kéo dài, sốt này sốt mang tính không phải là đột ngột và diễn biến cấp tính, mà bệnh nhân có những sốt có thể sốt 10 ngày trước với những cái yếu tố dịch tễ. Và với những bệnh nhân này thì trước khi mà điều trị viêm phổi kháng sinh thì chẳng hạn chúng ta sẽ lấy các bệnh phẩm này để cho chúng ta làm các xét nghiệm kháng nguyên với cả Legionella. Nếu mà có dương tính thì chúng ta điều trị, và chúng ta chỉ cần điều trị với những các thuốc viêm phổi không điển hình là bệnh nhân sẽ đỡ ngay lập tức. Chứ còn nếu chúng ta dùng với các cái thuốc không tác dụng trên viêm phổi không điển hình thì chúng ta sử dụng kháng sinh có 2 tuần hoặc 3 tuần mà với liều cao đi chăng nữa cũng không thể khỏi được. Đây cũng là viêm phổi do mycoplasma. Đấy, các em thấy đấy, tổn thương phổi lan tỏa khắp cả hai bên. Đấy. Mycoplasma chúng ta sẽ hay gặp nhiều. Khi chụp phim cắt lớp này thì cũng có dạng tổn thương dạng nốt này, dạng nốt, dạng chấm, giải rác phổi. Cái hình ảnh này là hình ảnh của một cái phân thùy phổi nhé. Viêm phổi do virus varicella zoster, tổn thương nốt này, giải rác rất nhiều. Đây là tổn thương M2 phổi. Trường cục quan âm thì là kính M đấy, kính M2 phổi đây. Do pneumonitis carinii, đây là cái viêm phổi cơ hội mà thường là trên những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, những bệnh nhân bị HIV, những giai đoạn mà gây ra suy giảm miễn dịch và gây ra bệnh cảnh viêm phổi là thường do con này. Đó. Và tất nhiên với
nguyên nhân mà viêm phổi do peroxidase carpini này thì chúng ta lại có những cái thuốc rất đặc hiệu để chúng ta điều trị. Chúng ta dùng kháng sinh thông thường không được, nhưng đắt tiền cũng không được, nhưng mà khi chúng ta khi có điều chẩn đoán này rồi chúng ta sử dụng, ví dụ như con này nó rất nhạy cảm với cả sulfamethoxazone như là cái biệt dược là biseptone chẳng hạn, rất rẻ mà ở đâu cũng có, mà cái nhóm kháng sinh này đã có từ rất lâu rồi, chúng ta chỉ với liều 960mg mà dùng 2 đến 3 lần trong một ngày và dùng đến 5 ngày là các triệu chứng này sẽ đỡ rất là nhanh chóng. Viêm phổi do CMV, Citomegalovirus, rồi viêm phổi do Herpes virus chúng ta cũng dùng. Và khi chúng ta có các tổn thương này mà lại có bệnh nhân mà có các cái tổn thương ở các vùng bám niêm mạc khác thì chúng ta khi tới do Herpes virus này chúng ta có thể sử dụng Aciclovir để điều trị, và kháng sinh chỉ là một phần phụ cho bộ nhiễm kèm theo thôi, chứ nếu chúng ta không sử dụng Aciclovir thì các tổn thương này cũng sẽ không thể đỡ được và bệnh nhân không đỡ triệu chứng. Và đây là một cái viêm phổi do coronavirus. Đây là các cái hình ảnh mà thầy vừa trao đổi với các em về bài viêm phổi. Và bài viêm phổi này thì thực tế khi với trong IBA của chúng ta thì chủ yếu là chúng ta sẽ nắm được các cái lâm sàng, cận lâm sàng và thăm khám bệnh nhân để chúng ta chẩn đoán được viêm phổi và chẩn đoán phân biệt giữa viêm phổi với các cái nguyên nhân khác thông thường khác. Còn trong điều trị thì chắc rằng những năm sau chúng ta sẽ học thêm. Còn dựa với giới hạn của IBA chúng ta chỉ nắm được các cái mục tiêu cơ bản vừa rồi các em mà thầy và trao đổi cùng các em. Thế có bạn nào có ý kiến hay có câu hỏi gì khác không? Có bạn nào có câu hỏi khác không? Có câu hỏi không? Các em có ý kiến gì không? Dạ, thưa thầy ạ. Thưa thầy, thầy có thể phân biệt viêm phổi thì với cả áp xe phổi không ạ? Em hỏi chẩn đoán phân biệt giữa viêm phổi thùy và áp xe phổi phải không? Vâng ạ. Thực ra áp xe phổi cũng là một cái viêm phổi cấp, nó tổn thương cũng ở nhu mô, nhưng mà cái áp xe phổi thì sau khi mà trong giai đoạn như viêm phổi ra, sau giai đoạn đông đặc ra thì nó hóa mủ và tạo thành hang, và thường cái viêm phổi mà dẫn đến áp xe hóa hoặc là trước đó khi bệnh nhân đến khám với chúng ta thì chúng ta đã có thi thấy hình ảnh hang rồi, tức là có cái áp xe rồi, thì trước đó cũng có thể là viêm phổi bệnh nhân diễn biến trước khi mà đến chúng ta. Thì thường là cái áp xe phổi thường là có các cái biểu hiện, nếu áp xe phổi cấp thì thường nó có biểu hiện nặng hơn, nề hơn, mức độ dấu hiệu nhiễm trùng nó nặng hơn so với mức độ của viêm phổi, và thường là cái áp xe phổi đấy thì cái tiên lượng sử dụng điều trị kháng sinh phải kết hợp nhiều loại kháng sinh hơn. Còn về bệnh cảnh thì nó cũng là bệnh cảnh của một bệnh lý nhiễm trùng về nhu mô phổi, nhưng mà thông thường gần đây thì cái áp xe phổi thường ít gặp hơn. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta bệnh nhân với chúng ta đến thường là bây giờ với các cái việc dịch vụ y tế được trải rộng ra đối với tất cả các cái bệnh viện từ các tuyến trên cho đến tuyến cơ sở, và sử dụng kháng sinh cũng khá rộng rãi, nó không còn hiếm như trước nữa, nên là cái việc mà các bệnh lý về áp xe phổi thì thường bệnh cảnh dịch tễ học của bệnh áp xe phổi nó gặp ít hơn viêm phổi. Dạ, em cảm ơn ạ. Còn bạn nào có câu hỏi khác nữa không? Alo Phương à? Alo. Dạ em đây ạ.
Thế có bạn nào có câu hỏi mình gửi qua chat? Chat Dạ không ạ, hiện tại thì em không thấy câu hỏi nào ạ. không? Thì nếu mà sau này các bạn có câu hỏi thì em xin phép là em sẽ tổng hợp lại rồi em gửi thầy được không ạ? Được em ạ. Thế thì Dạ. thôi, hai bài mà thầy thay mặt cho phân môn hô hấp để giảng cho em, cho các em về lý thuyết thì cũng đã hoàn thành. Thì đây là một cái giảng online thì cũng là một cái điều không mong muốn, thầy và các thầy cô đều đều vì cái tình hình dịch bệnh nên là phải bắt buộc phải chúng ta phải phải thay đổi cái hình thức để giảng dạy thôi. Nếu có điều kiện thì chúng ta giảng trực tiếp thì chúng ta sẽ có được nhiều các cái trao đổi và các cái tương tác giữa hai bên cũng như các câu hỏi của các em nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái hình hoàn cảnh như vậy nên các em cố gắng, còn sau này trong quá trình đi đi học mà đi lâm sàng ấy, các em có thể hỏi thêm các thầy cô với những các cái dấu hiệu lâm sàng để cho chúng ta áp dụng được những các cái kiến thức chúng ta học về lý thuyết, để chúng ta khi học lâm sàng thì chúng ta có thể thấy được rõ hơn những các cái bệnh cảnh, để chúng ta giúp được chúng ta một cái kiến thức đủ đầy đủ, và cũng như là để chúng ta có thể khi sau này ra hành nghề chúng ta có thể chữa bệnh được cho bệnh nhân và tránh bỏ sót những các cái tổn thương hoặc là những các bệnh lý mà đáng lẽ chúng ta có thể giúp được bệnh nhân mà chúng ta lại bỏ sót mất. Thế thì thầy cũng thay mặt cho các thầy cô trong phân môn cũng chúc các em dù là năm học này không gặp được nhau nhiều ấy, nhưng các em cũng sẽ cố gắng học thêm về lý thuyết cũng như là các cái bài giảng trên mạng, rồi trong quá trình học sau này thì các em cần trao đổi gì thì sẽ trao đổi thêm, và cũng mong các em sẽ có học được nhiều kiến thức hơn nữa để rồi trong những năm học sau để chúng ta có thể có tiến bộ hơn nhiều hơn, đuổi lại chạy lại kịp với những các cái bạn các khóa trước mà đây mà không bị các cái dịch bệnh này, mà các thầy cô cũng có đủ điều kiện thời gian để mà giảng dạy cho các em nhiều hơn. Em thì thay mặt cho thầy cô mong các em sẽ học tốt hơn nữa và chúc các em mọi sự như ý nhá. Xin chào nhá, hẹn gặp lại, chào các em. Chúng em cảm ơn thầy ạ.